tam hợp với quý mão, người tuổi mùi làm ăn ra sao, nhiều may mắn, cũng không ít áp lực nên thận trọng khi đầu tư mạo hiểm. Năm quý mão 2023 là một năm nhiều may mắn đối với tuổi mùi. Mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi, thu về khoản lợi nhuận lớn. Tuổi mùi gặp năm mão thuộc ba con giáp tam hợp, tương hòa với thái tuế, thế nên tuổi mùi sẽ là con giáp sáng nhất năm 2023 này. Nhờ có nhiều cát tinh vây quanh, nên các bạn cầm tinh con dê làm việc gì cũng hanh thông, có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng nguyệt phần không giống nhau, vận may cũng sẽ thay đổi, thế tài vận mỗi tháng của người tuổi mùi sẽ ra sao. 22 trên một ngày 19 tháng 2, tháng riêng âm lịch. Trong tháng đầu của năm quý mão, do mộc cục bán hợp với thái tuế có tính mộc khắc thổ, nên các bạn tuổi mùi dễ gặp một số vấn đề về sức khỏe. Qua đó dễ mang lại nhiều áp lực hoặc khiến sức khỏe giảm sút do phải làm việc nhiều cho dê nhỏ. Ngoài ra, thổ mộc tương xung còn dễ gây khó chịu đường tiêu hóa, tổn thương mô cơ và da. 20 trên 2 ngày 21 tháng 3, tháng 2 âm lịch. Tuổi Mùi trong tháng này rất có duyên với các dự án hợp tác, sự chọn lọc tỉnh táo có thể giúp bạn nếm quả ngọt. Thế nhưng, các bạn cũng dễ bị áp lực về kinh tế nên đừng tham gia hợp tác đầu tư mạo hiểm, không nên theo đuổi lợi nhuận cao. 22 trên 3 ngày 19 tháng 4, tháng 2 âm lịch. Vận may tài lộc trong tháng này không khả quan lắm, người kinh doanh không nên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào để tránh tổn thất tài chính không đáng có. Bạn nữ nên chú ý tiêu dùng, không nên mua sắm quá nhiều những thứ không cần thiết, tiết giảm chi tiêu, tránh tình trạng cháy túi. Nhân viên văn phòng nên nghiêm túc trong công việc, làm tốt công tác quản lý tài chính và giảm bớt những cuộc vui không cần thiết. 20 trên 4 ngày 18 tháng 5, tháng 3 âm lịch. Cầm tinh mùi sẽ có một số cơ hội nghề nghiệp nhỏ trong tháng này, nhưng vì không gặp được thiên thời. Địa lợi, nhân hòa nên không có lợi trong cạnh tranh và dễ bị đối thủ chèn ép. Nhưng sự bất lợi này sẽ không mang lại bất kỳ tổn thất nào cho các bạn tuổi mùi vì một số quy tắc hoặc thế lực sẽ khắc chế được đối thủ của các bạn. 19 trên năm ngày 17 tháng 6, tháng 4 âm lịch. Vận may của những tuổi mùi trong tháng này không lý tưởng do không có đủ lợi thế và sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ, khiến cho một số cơ hội chóng hiện nhưng cũng chóng tàn. Đồng thời, không nên quan tâm đến chuyện được mất nhất thời khi tìm việc nếu không rất dễ đánh mất cơ hội. 18 trên 6 ngày 17 tháng 7, tháng 5 âm lịch. Các bạn tuổi mùi bắt đầu có cơ hội nghề nghiệp tốt trong tháng này. Vận may này có lợi trong hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá và tìm việc. Nếu đã có việc làm, bạn cũng có thể nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý nhân. Tuy nhiên, vẫn có các đối thủ cạnh tranh ngáng đường, vì vậy tốt nhất là bạn cố gắng cứu lấy chính mình. Ngoài ra, trong tháng 5 âm lịch này các bạn tuổi mùi cũng rất có duyên, các bạn dễ dàng gặp được những người bạn có thể giúp ích cho sự nghiệp của mình. 18 trên 7, 15 trên 8, tháng 6 âm lịch những người tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp, hợp tác phát triển nhiều dự án khả quan trong tháng này. Nếu là những lãnh đạo, các bạn sẽ có mối quan hệ tốt với các nhân viên dưới trướng và tìm thấy nhiều cơ hội để thăng tiến hơn. 16/8 ngày 14 tháng 9, tháng 7 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có một số cơ hội về đường tài lộc trong tháng này, nhưng các bạn cần tích cực, hăng hái hơn và dùng tài trí của mình để nắm lấy cơ hội, thu được lợi lộc. 15/9 ngày 14 tháng 10, tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi mùi trong tháng này không mấy thuận lợi, thế nên trong các mối quan hệ hợp tác hoàn thành dự án sẽ bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng tháng này là thời điểm tốt để giải quyết những vấn đề cũ trong quá khứ, đồng thời là thời điểm thuận lợi trong môi trường quan chức hoặc đàm phán với một số tổ chức xã hội. 15 trên 10 ngày 12 tháng 11, tháng 9 âm lịch, người tuổi mùi sẽ không có cơ hội nghề nghiệp như ý trong tháng này, không có lợi cho việc cạnh tranh dự án. Cộng thêm việc bản thân đang thiếu đi lợi thế nên dễ bị đối thủ chèn ép, bị cướp mất cơ hội, gặp nhiều mâu thuẫn. Đồng thời, các bạn cầm tinh con dê trong thời gian này không có tài vận tốt, dễ mất tiền bạc từ những mối quan hệ thân thiết nhưng không đáng tin. 13/11-12/12, 12, tháng 10 âm lịch. Trong tháng này, tuổi Mùi có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, có thể thu về lợi nhuận tốt từ việc hợp tác và vận hành dự án lớn như dự án thủy lợi hoặc phục vụ ăn uống. Ngoài ra, cả nam và nữ tuổi mùi trong thời gian này đều có mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới. Hãy thử nỗ lực để khơi dậy tình cảm cho đối phương. 13 trên 12 ngày 10 tháng 1, tháng 11 âm lịch. Các bạn tuổi mùi nằm trong top những con giáp sẽ có cơ hội thu về khoản tiền lớn trong tháng này. Thế nhưng, việc này cũng tìm ẩn một số nguy cơ nhất định, vì vậy phải hết sức lưu tâm. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên tham gia vào các thương vụ đầu tư kiếm lời nhiều rủi ro. 11 trên 1 ngày 9 tháng 2, tháng chạp âm lịch. Sự nghiệp trong tháng này của tuổi Mùi không được lý tưởng, làm việc gì cũng dễ gặp trắc trở, khiến bản thân cảm thấy thụ động, dễ bị ngoại cảnh quấy rầy, tác động. Ngoài ra, sự khó khăn cũng chi phối một phần vận may về tài lộc, các bạn nên kiềm chế sự bốc đồng và bướng bỉnh để tránh thua lỗ, cũng đừng tham gia đầu tư sinh lời vào thời điểm này. Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.